Chào buổi chiều tất cả mọi người, mình sẽ lại bắt đầu thông tin chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8. Bến Tre phân bổ gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn. Ngày hôm nay, 23 tháng 8, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre, ông Nguyễn Minh Cảnh ký ban hành công văn về việc giao tiếp nhận gạo hỗ trợ cho người gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Thì theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bến Tre tiếp nhận nguồn gạo hỗ trợ từ Cục Dự trữ Nhà nước khu vực Cửu Long với số lượng là 2.408.265 ký gạo. Số gạo này sẽ được tỉnh phân bổ cho 58.271 hộ với 160.551 nhân khẩu ở 8 huyện gồm Châu Thành, Bình Đại, Ba Tri, Dòng Trơm, Mỏ Cày Nam, Mỏ Cày Bắc, Thạnh Phú, Chợ Lách, mỗi người được 15 ký gạo một tháng. Thông tin số gạo tại các huyện sẽ được hiển thị trên màn hình. Thông tin tiếp theo là sử dụng ứng dụng cứu trợ Covid-19 của Zalo để hỗ trợ tìm bạn nhậu. Vào ngày 21 tháng 8, Công an huyện Bình Đại đã mời làm việc đương sự LQT, sinh năm 94, cư ngụ ấp Bình Huệ 1, xã Đại Hòa Lộc về hành vi đưa thông tin lên Zalo Connect yêu cầu hỗ trợ dịch Covid-19 có nội dung thiếu nghiêm túc, tạo dư luận không tốt về công tác phòng chống dịch tại địa phương. Cụ thể, ngày 19 tháng 8, đương sự LQT để đăng tin yêu cầu hỗ trợ dịch Covid-19 về lương thực, nhu yếu phẩm, vật dụng y tế và hỗ trợ bạn nhậu ngay lúc này. Đương sự cho biết, trong thời gian dịch bệnh ở nhà, cảm thấy buồn và đăng lên Zalo Connect yêu cầu hỗ trợ tìm bạn nhậu để trêu đùa cho vui và thỏa mãn việc thách đố với bạn bè. Đương sự đã thành khẩn nhận khuyết điểm và cam kết không tái phạm. Thì tính năng Zalo Connect được phát huy hiệu quả tích cực, tạo sự kết nối, hỗ trợ giữa nhà hảo tâm và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Tuy nhiên, một số bộ phận người dùng thiếu ý thức để sử dụng trêu đùa, đăng những thông tin yêu cầu hỗ trợ không chính đáng, thiếu nghiêm túc như kiếm người yêu, tìm vài tỷ đồng đòi đồ ăn ngon, khiến nhiều người phải cảm thấy khó chịu và tạo dư luận không tốt trong công tác phòng chống dịch tại địa phương. Và thông tin tiếp theo chính là tại Châu Thành. Vào lúc 23 giờ 25 phút ngày hôm qua 22 tháng 8, tổ tuần tra đường thủy của công an xã Phú Đức, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre phát hiện bắt quả tang một trường hợp khai thác cát trên sông trái phép là thuộc địa phận ấp Phú Ninh, xã Phú Đức. Thì công an xã đã tiến hành tạm giữ một ghe gỗ và hai đối tượng, bàn giao cho công an huyện Châu Thành để thụ lý. Ngày hôm nay, tại thị trấn Ba Tri đã có quyết định tiếp tục thực hiện cách ly để phòng chống dịch Covid-19 trên toàn bộ thị trấn Ba Tri. Thì thị trấn Ba Tri sẽ tổ chức cách ly vùng có dịch Covid-19 trên toàn bộ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri cụ thể như sau. Vị trí hướng đông giáp xã Vĩnh An, hướng tây giáp xã An Bình Tây, hướng nam giáp xã An Đức và Vĩnh An, hướng bắc giáp xã Phú Lễ, thì diện tích là 578 ha với 3.230 hộ dân, có tổng số 13.385 nhân khẩu. Thì thời gian cách ly từ ngày 17 tháng 8 đến 0 giờ ngày 30 tháng 8 năm 2021. Và cũng tại Ba Tri, phát hiện thanh niên dỡ rào đi qua chốt phong tỏa. Thì khoảng 11 giờ trưa ngày 22 tháng 8, đương sự TDB sinh năm 1996, ngụ ấp Dòng Trơm, xã An Ngãi Tây, điều khiển xe mô tô từ ấp Dòng Trơm sang ấp Dòng Quéo để đi chơi. Khi đến khu vực một chốt phong tỏa của ấp Dòng Trơm, B đã dỡ rào đi qua. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, truy tìm và mời B làm việc. Công an xã đã tiến hành lập biên bản, củng cố hồ sơ, đề nghị xử phạt đối với TDB số tiền là 7,5 triệu đồng về hành vi không chấp hành các biện pháp phòng chống dịch truyền nhiễm theo yêu cầu của tổ chức có thẩm quyền. Thông tin tiếp theo chính là thành phố Bến Tre đã đạt được gần 98% số hộ test nhanh cộng đồng, thiết lập và xây dựng vùng xanh. Thì ngày hôm nay, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bến Tre đã họp sơ kết công tác test nhanh cộng đồng, thiết lập và xây dựng vùng xanh trên địa bàn. Liên tiếp 3 ngày, từ ngày 20 đến ngày 22, ở 14 xã phường trên địa bàn thành phố Bến Tre, cơ quan y tế đã lấy mẫu test nhanh được 35.264 trên 36.018 đại diện hộ gia đình, tức là mỗi hộ chỉ có một người tham gia, đạt tỷ lệ 97,91% tổng số hộ. Thành phố cũng đã thực hiện test nhanh đối với các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân, Phó trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thành phố Bến Tre cho hay, quá trình thực hiện Ban chỉ đạo thành phố đã được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh và sự đồng thuận hưởng ứng cao của Ban chỉ đạo các xã phường, nhất là các hộ dân. Tuy nhiên, có một số trường hợp người dân ngại đến chỗ đông người nên kéo dài thời gian xét nghiệm. Ban chỉ đạo các xã phường đã tăng cường tuyên truyền, vận động để công tác test nhanh đạt hiệu quả cao. Thì theo kế hoạch,
Ban chỉ đạo thành phố sẽ tiếp tục xét nghiệm nhanh theo chu kỳ đối với các vùng vàng, 5 ngày sau sẽ test tiếp lần 2, nếu không có F0 sẽ chuyển sang vùng xanh. Đối với các khu vực vùng cam, 3 ngày sau sẽ test lần 2, nếu không có F0 sẽ chuyển sang vùng vàng, 3 ngày sau sẽ test tiếp vùng lần 3, nếu không có F0 sẽ chuyển sang vùng xanh. Tin cuối cùng cho bản tin chiều tối ngày hôm nay chính là số ca dương tính được ghi nhận tại Bến Tre. Thì theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Bến Tre, tính từ 11 giờ trưa đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, Bến Tre ghi nhận 1 ca mắc mới ở Thới Hòa, xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam. Cái này đã trong khu cách ly và phong tỏa. Thì tính đến chiều ngày hôm nay, ngày 23 tháng 8, Bến Tre có 1.583 ca và ghi nhận thêm 1 ca tử vong. Thì Bến Tre đã có 36 ca đã tử vong. Số ca ra viện trong ngày hôm nay là 31 ca. Thì đến hôm nay Bến Tre đã có 986 ca đã ra viện. Thì tính từ 6 giờ chiều ngày hôm qua đến 6 giờ chiều ngày hôm nay, Bến Tre có 17 ca mắc Covid-19 mới. Thông tin nhanh về ca tử vong số 36 trong ghi được ghi nhận trong ngày hôm nay. Ca tử vong sinh năm 1947, có địa chỉ cư trú tại Châu Hòa, huyện Dòng Trôm, tỉnh Bến Tre, nhập viện ban đầu ngày 11 tháng 8, tử vong ngày hôm nay 23 tháng 8. Chẩn đoán tử vong sau cùng là đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạng tính bội nhiễm, tràn khí màng phổi đã dẫn lưu, suy kiệt, nhiễm SARS-CoV-2. Xin chia buồn cùng gia đình nạn nhân đã tử vong. Mình cũng xin kết thúc nhanh bản tin tối ngày hôm nay ở đây. Bạn nào chưa đăng ký vui lòng cho mình xin một nút đăng ký bên dưới nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.